Thưa quý vị, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đi thăm kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Dã chiến phía Tây thành phố. Cùng đi có Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có 100 giường bệnh hiện đại, là đơn vị tuyến cuối điều trị cho bệnh nhân nặng và nguy kịch. Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện cho biết, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 27 tháng 8, Bệnh viện đã thu dung điều trị 240 ca, trong đó 113 ca nặng và nguy kịch, phải thở oxy, thở máy, lọc máu ECMO, 129 ca khỏi bệnh và xuất viện. Mặc dù tỷ lệ tử vong ở Đà Nẵng rất thấp, nhưng do biến chủng Delta rất nguy hiểm, nên đợt này đã có 17 ca tử vong, đa số là bệnh nhân cao tuổi và có nhiều bệnh nền. Bệnh nhân này cũng đang hiện tượng đang thở máy với lại lọc máu. Tất cả bệnh nhân mà hiện nay mới lọc thì báo cáo anh là có 4-3 máy lọc là chạy xuôi. Lọc hết bệnh nhân này thì chạy qua bệnh nhân khác. Mà chúng ta tận dụng một bệnh nhân là họ lọc 6 tiếng đến 12 tiếng. Và chúng ta đây và tất cả mọi bệnh nhân thở máy đều lọc máu hết. Tất cả đều lọc máu hết. Bệnh nhân này tình trạng phổi như nào? Bệnh nhân đây là bệnh nhân trung 41 tuổi, máy ECMO tuần thứ 3. Bệnh nhân này trung. Mà có phổi hiện nay cũng mờ thì cái khả năng thì sao? Khả năng thì không dám nói được rồi, bởi vì thật tình ra bây giờ thì tất cả bệnh nhân nó quá sức nặng đi. Ví dụ như hàng ngày là phim X quang phổi là đưa hết lên trên này. Và bệnh nhân đây, anh nhìn thấy bệnh nhân Xuân này, bệnh nhân Xuân này thì có phổi không còn như này. Sau khi tìm hiểu và nghe báo cáo chi tiết về công tác điều trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã nỗ lực vượt qua khó khăn điều trị với tỷ lệ thành công khỏi bệnh, cho xuất viện rất cao, giảm thiểu tối đa bệnh nhân tử vong. Bí thư Thành ủy đặc biệt quan tâm tới mức độ nguy hiểm của biến chủng Delta khiến cho tỷ lệ bệnh nhân và nguy kịch tăng sẽ dẫn đến áp lực về năng lực cho ngành y tế. Cái gốc của vấn đề ở đây là chúng ta phải thấy là chúng ta phải cố gắng làm sao hạn chế được cách tối đa cái số lượng bệnh nhân nặng và nhất là các ca dương tính là không để tăng lên nữa thì chúng ta mới có thể hạn chế được cái việc áp lực lên cái việc điều trị cho các cái bệnh nhân nặng trong cái thời điểm hiện nay. Và nếu mà chúng ta quá tải về cái khả năng điều trị cho các bệnh nhân nặng thì như vậy là ngành y tế sẽ vượt qua cái khả năng đó là chúng ta sẽ mất cái khả năng kiểm soát. Tại Bệnh viện Dã chiến khu ký túc xá sinh viên phía Tây thành phố, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, đơn vị được giao phụ trách Bệnh viện Dã chiến cho biết, đến nay, bệnh viện đã bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, tổ chức phân tầng điều trị và áp dụng phương pháp điều trị sớm, nên tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng rất thấp. Đến thời điểm này, bệnh viện đã thu dung điều trị hơn 2.500 bệnh nhân, đã có 700 ca khỏi bệnh và xuất viện. Cái tỷ lệ phân tầng mà từ cái tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 của bệnh viện Đà Nẵng chuyển lên thì tính sẽ là 88 trên 2.570 thì chỉ khoảng là 3%. Như vậy là cái điều này cho thấy rằng là mình đã điều trị phân tầng tốt cho nên là nó giảm được cái tỷ lệ bệnh chuyển nặng. Chăm chú lắng nghe sau khi đặt ra nhiều câu hỏi với Giám đốc Bệnh viện Dã chiến và lãnh đạo Sở Y tế, Bí thư Nguyễn Văn Quảng biểu dương cố gắng của ngành y tế nói chung, Bệnh viện Dã chiến nói riêng, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ không quản hy sinh, ngày đêm chăm lo điều trị bệnh nhân. Đã bố trí các cái phân khu để có cái các cái giải pháp điều trị bệnh nhân rất là phù hợp theo đúng cái yêu cầu của Bộ Y tế, đặc biệt là có những cái rất là sáng tạo, chủ động trong các cái giải pháp, và nhất là cái việc mà đã tiến hành điều trị sớm cho các bệnh nhân để xác định các cái đối tượng có nguy cơ để có các cái biện pháp cho nó phù hợp. Bí thư Thành ủy lưu ý, ngành y tế và bệnh viện cần tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện các phương án kịch bản để sẵn sàng thu dung điều trị và điều trị hiệu quả, giúp bệnh nhân mau chóng hồi phục. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã tặng quà đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Dã chiến phía Tây, động viên tinh thần những chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến chống COVID-19.